Chào Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin của Nga. Đó là một trong những nhân vật đã bị Nga bắt giữ trước đây đã xuất hiện trên đoạn video lần đầu tiên sau 3 năm. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu thủy quân lục chiến là Paul Willman đã bị bắt bỏ tù trong 3 năm trước ở tại Nga vì các cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp và trong đó thì đã lần đầu tiên xuất hiện trong một đoạn video được công bố bởi Điện Kremlin và một cái cơ quan truyền thông do Điện Kremlin hỗ trợ. À, đoạn video này được à, hàng loạt các cái tổ chức về truyền thông của nga đã phát ở trên đài truyền hình bao gồm luôn cả đài RT, trong đó cho thấy ông Guilin đang ngồi và trong đó đang ăn ở trong một cái gọi là một cái cafeteria ở trong nhà tù và ông ta đã từ chối không có trả lời bất kỳ một câu hỏi nào à, đặc biệt là theo tường trình của tờ New York Times hôm nay là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông ta có vẻ từ năm tháng 6 năm 2020 đó là một trong những người anh em sinh đôi của ông à, ông là David Willing đã phát biểu trong một email và trong đó tờ Tham cũng như tờ Reuters đã nhìn thấy và cảm ơn à, cái chương trình của Russia Today bởi vì ít nhất quý vị đã báo cáo về tình trạng tay hại của cái vấn đề tuyên truyền và quý vị đã trở thành một cái à, cái loa thông truyền của các cái à, tội phạm tòa của chiến tranh. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy Paul và ít nhất à, trong tất cả những gì mà chúng tôi đã chưa được nhìn thấy trong 3 năm qua. Đây là lời phát biểu của ông đã viết ra và đoạn video này đã được chiếu lại trên đài, đài truyền hình CBS News vào tối ngày thứ ba. Ông bị bắt giữ từ năm 2018 tại Nga và ông William đang làm việc trong vai trò là một giám đốc của một công ty an ninh. Ông bị kết tội làm gián điệp trong 2 năm sau đó và bị kết án 16 năm tù và theo cái luật của nga và ông đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này và chính quyền của joe biden cho rằng là ông ta đã bị bắt giữ một cách sai lạc và đã không có can thiệp đầy đủ để cho ông ta được trả tự do bởi vì ông ta là một công dân hoa kỳ trong khi đó thì trước đây một nữ cầu thủ bóng rổ của nba đã có bị bắt giữ về tội gọi là giữ các cái cần xa ở phi trường của nga thì lại được Joe Biden can thiệp cho trả tự do. Trong khi đó thì ông Paul Whelan đã không được can thiệp tương tự như là cô này. Và David Whelan là một trong những người anh em sinh đôi với lại ông Whelan đã nói với hãng thông tấn Reuters là cái cơ quan truyền hình RT của Nga đã sử dụng và cái đoạn video này như một thứ tuyên truyền. Tuy, tuy nhiên ít nhất ông nhìn thấy được hình ảnh của người anh em trai mình và sau 3 năm như thế nào. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất liên quan tới thân phận của một cựu tỷ của lục chiến đang bị giam giữ tại Nga. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi về cái thỏa thuận cáo buộc là sẽ có một cái thỏa thuận của Bộ Tư pháp với kẻ kiến trúc ra cái vụ khủng bố 911 mà trong đó không có án tử hình. Ít nhất là hai nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã gửi một lá thư cho Ngũ Giác đài đòi hỏi câu trả lời là cái tiềm năng là thỏa thuận với nghi can được xem là kiến trúc ra cái vụ à, khủng bố 911 à, thượng nghị sĩ Ted của Texas và dân biểu Nico à, Maliotaskis của New York đã yêu cầu ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là phải duyệt lại tất cả những cái à, cuộc thảo luận trong việc truy tố đối với lại nhân vật có tên là Khalid Sheikh Mohammed và những người đồng phạm của ông ta. Ông Mohammed đã bị tống giam ở tại Guantanamo B à, và và trong đó cùng với bốn người khác và những người này bị cáo buộc về vai trò kiến trúc của họ, tức là họ là người thiết kế ra cái vụ tấn công khủng bố 9/11 năm 2001, trong đó khiến gần 3.000 người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. À, tuy nhiên, ông Cruz và Mali Otakis đã lo ngại là sẽ có một cái uh, thỏa thuận với lại ngũ giác đài và uh, cả luật sư của những người này để mà chăm trước cho cái uh, án tử hình nhằm có thể đổi lại việc nhận tội và điều này đã có sự khiếu nại của những nạn nhân trong uh, cái uh, gia đình của nạn nhân trong gia đình 911 và theo thường trình của tờ New York Times và thỏa thuận này là kết quả à, được đưa ra bởi cơ quan tình báo CIA tức là Central Intelligence Agency à, đã sử dụng để tìm cách gọi là nhắm vào ông Mohamed và những người khác. Tuy nhiên nếu thỏa thuận này đạt được thì họ sẽ được à, loại trừ án tử hình và chỉ kết án tối đa là trung thân. Và rõ ràng đây là một cái thỏa thuận không có được công bằng cho tất cả những nạn nhân ở tại cái vụ 911 và gia đình của họ và điều này là một điều không thể chấp nhận được và hiến pháp đã bị đã không thể cản trở được cái quyết định này của bộ tư à, xin lỗi quý vị bộ quốc phòng đó là lá thư của các nhà lập pháp của đảng cộng hòa đã đưa ra đây được xem là một trong những cái đòn mới nhất mà đảng cộng hòa tấn công vào chính quyền của joe biden trong việc mà thỏa thuận với lại các nghi can được xem là những kẻ thiết kế ra cái vụ tấn công này đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một lãnh đạo tuần tra biên giới đã nhận lại chức sau khi mà ông bị tình nghi là bị trả thù trong các cái cáo buộc bởi phía của các thành viên của lập pháp của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện một giới chức được xem là lãnh đạo của cơ quan tuần tra biên giới đã nhận lại công việc của ông là vai trò lãnh đạo của cơ quan tuần tra ở tại El Centro, California, nơi được xem là có cái đường biên giới với lại phía của Mexico. Sau khi các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa gia tăng sự lo ngại, ông trở thành mục tiêu của sự trả thù chính trị. Trong ngày thứ hai, thì à, chủ tịch của ủy ban giám sát và trách nhiệm tại hạ viện là diễn biểu James Comer cùng với là chủ tịch của ủy ban đặc trách về an ninh nội địa là Mark Green đã loan báo là ông Gregory Bovino đã được phép quay trở lại cái công việc của ông là lãnh đạo của cơ quan tuần tra biên giới ở tại El Centro và ông Bovino đã phục vụ trong vai trò này từ từ năm 2020 và ông đã bị xóa bỏ cái chức vụ này hồi tháng trước sau khi mà có cái quyết định từ ở cái Cục An ninh Nội địa và cùng thời gian ông Bovino đã được tái bổ nhiệm qua một nơi khác khiến cho nhiều thành viên đảng Cộng Hòa trong vài giờ, diễn ra vài giờ sau khi mà ông ra điều trần trước cái quỹ ban ở tại Hạ Viện và trong vấn đề gọi là an ninh biên giới và trong lá thư gửi ra cho quyền quỹ uh, uh, gọi là quyền uh, lãnh đạo của cơ quan tuần tra biên giới là Commissioner Troy Mueller vào tháng trước thì ông Comer và ông Green đã đưa ra cái lời cáo buộc là những whistleblower như là ông Bovino đã trở thành mục tiêu bị trả thù chính trị và điều này đã dẫn tới việc mà ông đã được tái bổ nhiệm lại trong cái vai trò lãnh đạo của cơ quan tuần tra biên giới sau khi mà có sự lo ngại của các thành viên của đảng cộng hòa và chúng tôi chúc mừng cho lãnh đạo bovino đã quay trở lại với công việc của ông à, trong vai trò là lãnh đạo cơ quan tuần tra biên giới ở tại el centro sau khi mà chúng ta đã phát hiện được tình trạng có thể là một cái hành động trả thù chính trị từ ở tại cơ quan này. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất cho thấy là có sự trả thù chính trị cho bất kỳ ai trở thành một whistleblower ở trên sàn Hạ viện để cáo buộc tất cả những cái tiêu cực trong chính quyền của Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Cục Lưu trữ Quốc gia cho biết họ giữ 5.400 cái email của Joe Biden và trong đó viết rất nhiều với những cái bút danh khác Bản tin mới nhất cho biết thì Cục Lưu trữ Quốc gia đã cho biết rằng họ có khoảng 5.400 cái email có khả năng là của ông Joe Biden đứng phía sau với những bút danh trong lúc ông ta còn là phó tổng thống theo tường trình của tờ New York Post báo cáo. Và căn cứ cái bản báo cáo thì cho thấy xác nhận bởi cơ quan NARA, tức là Cục Lưu, Lưu trữ Quốc gia, <laughs> đã đã đáp ứng cái yêu cầu của tờ báo này căn cứ trên đạo luật gọi là tự do thông tin của năm 2022 và đã được nhìn thấy bởi một cái tổ chức có tên gọi là South Eastern Legal Foundation và đặc biệt là à, tổ chức à, gọi là, được xem là bảo vệ hiến pháp và vô vụ lợi này à, đã yêu cầu cung cấp tất cả những cái email mà có liên hệ tới lại à, với lại ông à, Jordan qua các bút danh là Robin Wade, Robert Peter và J. r B. Wade và những cái bút danh này Joe Biden thường sử dụng ở tại tòa bạch ốc trong lúc mà ông ta làm phó tổng thống dưới thời của Barack Obama và tổ chức pháp lý này cho đã yêu cầu khởi kiện cơ quan Nara phải công bố tất cả những cái bản báo cáo này hôm thứ hai và họ cho rằng điều này cho thấy là Joe Biden đã cung cấp cho tất cả những cái tin tức cho con trai của ông ta là Hunter Biden Kimberly Hoffman được xem là cố vấn của tổ chức à, à, pháp lý này trong bản báo cáo đưa ra nói rằng rất là quen thuộc khi mà các giới chức của công cộng đã lạm dụng quyền lực của họ khi sử dụng tất cả những cái quyền lợi về chính trị và họ đã tìm cách che giấu điều này và điều mà chúng ta yêu cầu là cơ quan NARA phải cung cấp tất cả 5.400 cái email cho tổ chức pháp lý của chúng tôi và chúng tôi đã nhận thấy được là có rất nhiều những cái email có liên hệ tới ông Joe Biden và đây là những bút danh mà ông ta đã sử dụng để mà thông báo những tin tức và Stephanie Odibun được xem là giám đốc của Nara trong lời phát biểu đưa ra và nói rằng chúng tôi đã có những cái uh, cung cấp và thu lượng tất cả những cái uh, báo cáo của phó tổng thống cho và gửi cho quý vị từ tháng 9 năm 2022 trong đó là xác nhận ít nhất là 5.138 cái email 25 cái uh, hồ sơ điện tử và 200 trang của tất cả những cái báo cáo liên quan tới những gì mà quý vị yêu cầu. Đây là một cái email đã gửi ra và trong ngày 10 17 tây tháng 8 thì ông James Comer là chủ tịch của Ủy ban giám sát và trách nhiệm của Hạ viện đòi hỏi cơ quan Nara phải cung cấp tất cả những cái uh, email chứng từ liên quan tới vai trò của ông Biden lúc còn là Phó tổng thống và trong đó có những cái hoạt động mà ông ta sử dụng những bút danh để mà làm việc với gia đình của ông ta bao gồm các cái tên là Robert Peter, à, Robin Wave và J.R.B. Wave và ông Comer trong lá thư gửi ra cho người lãnh đạo của cơ quan NARA là Colin Shogun đồng thời yêu cầu là đưa những cái tập tài liệu không có edit và không có cắt ráp và những cái lời cuộc đối thoại về mà Hunter Biden, Eric Schwerin và Devon Archer đã thua, đã copy lại và gửi toàn toàn bộ cho phía Hạ viện và liên quan tới cái chuyến đi của ông Joe Biden bay tới khu vực của Ukraine và tham gia vào trong cái nghị viện của Ukraine vào tháng 12 năm 2015. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp, đã đòi hỏi phải có đầy đủ các tập tài liệu điều tra về Hunter Biden sau khi mà có việc bổ nhiệm và một công tố viên đặc biệt. Các thành viên của Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Bộ Tư pháp là phải cung cấp tất cả những chứng từ liên quan tới Hunter Biden và trong cái cơn bừng tỉnh khi mà ông David West đã được quyết định trở thành một công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp đầu tháng này. Ông West người đã là à, biện lý và là cả công tố viên của quận Delaware được ông Merrick Garland bổ nhiệm làm một à, công tố viên đặc biệt trong việc mà sau khi mà ông ta đã đạt được một thỏa thuận trong với lại Hunter Biden trong việc mà truy tố ông này liên quan tới vấn đề thuế và trong lá thư đề ngày 28 tây tháng 8 vừa qua thì dân biểu Jim Jordan là chủ tịch của ủy ban tư pháp tại Hạ viện, Jackson Smith là chủ tịch của ủy ban đạo đức và đường hướng tại Hạ viện. James Comer là chủ tịch của Ủy ban giám sát và trách nhiệm tại Hạ viện, đặc biệt lo ngại về đặt câu hỏi về việc mà Bộ Tư pháp đã giải quyết cái cuộc điều tra Hunter Biden và dưới cái quyền của ông Merrick Garland và các nhà lập pháp đặc biệt là phải có bất kỳ một cái bản memo nào chỉ đạo trực tiếp cho ông West trong việc bổ nhiệm ông ta và trước ngày 11 tháng 9 và Bộ Tư pháp phải cung cấp tất cả những chứng từ và chuyển giao tất cả những cái hồ sơ điều tra này à, cho phiếu của hạ viện đây được xem là một trong những cái à chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà hạ viện đã nhúng vào và can thiệp trong cái vấn đề mà bộ tư pháp đã bổ nhiệm ông david west hiện nay quý vị đã bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt và một cá nhân đã điều tra từng có hành động điều tra người đã tốn 2 năm hai tháng qua đã lên tiếng nói rằng ông ta không có một cái vai trò của một cố vấn đặc biệt và một công tố viên đặc biệt để mà đạt được một cái thỏa thuận với lại phía của bị cáo và giờ đây thì chúng tôi cần có những thông tin này đây được xem là một trong những cái hành động mạnh mà các quỹ ban trên Hạ viện đã bắt đầu can thiệp vào Bộ Tư pháp để xem họ có dở trò trong cái vấn đề bổ nhiệm ông David West trở thành công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp điều tra về Hunter Biden hay không. Đây được xem là một trong những cái hành động giám sát mới của Hạ viện nhắm vào Bộ Tư pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi xuất hiện tại nhà tù được xem là khét tiếng nhất của Georgia, thì ông Trump gần như là thống trị của đảng dân chủ của đảng cộng hòa ở tại tiểu bang này với cuộc thăm dò mới nhất của AGC cho thấy ông chiếm tới 57%. Thống đốc Ron DeSantis vẫn tiếp tục thua kém cho cựu tổng thống Trump trong cuộc thăm dò mới nhất tiếp theo việc mà ông Trump xuất hiện ở một nhà tù khác tiếng của Georgia để nhận cáo trạng. Ông đã được ủng hộ lên tới 57% so với những cái ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa theo bản báo cáo và thăm dò của tờ báo có tên là Atlanta Journal Constitution. Và trong đó, ông Ron DeSantis chỉ có 15% và ông dẫn trước ông Ron DeSantis tới 42% và so với những nhân vật khác là 33% và trong đó gần như là đưa ông Trump trở thành một nhân vật nặng ký hơn trong cái cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2024. Trong đó, người dân đã bắt đầu rất bình hoạn, ông ta đã làm gì sai và tất cả những gì phải chấm dứt ngày hôm nay. Chúng tôi đang lo ngại về tình trạng mà họ lạm dụng quá nhiều quyền lực. Đây được xem là lời phát biểu của một trong những người đã thực hiện cuộc thăm dò này. Trong đó thì cuộc thăm dò này cho thấy ông Trump được 56.5%. Ron DeSantis được 14.6%, phó cựu phó tổng thống Mike Pence được 3.6%, ông Tim Scott được 2.8%, nhà tài phiệt Ramaswamy được 2.8%, cựu thống đốc và là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley được 2.5%, cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey Chris Christie được 2.4% và thị trưởng thành phố Miami là Francis Suarez được 0.5%, cựu dân biểu Will Hurt được 0.2% và nhà bà gọi là radio bảo thủ là Larry Elder được 0.1% trong khi đó thì ông cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là 0.1% và cựu thống đốc của tiểu bang North Dakota cũng chỉ là 0.0% và thêm vào đó 13.9% những cử tri của Đảng Cộng hòa nói rằng họ vẫn chưa quyết định. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất ở tại Atlanta và cuộc thăm dò này đã dựa trên 807 cử tri đã ghi danh của Đảng Cộng hòa với kết quả sai biệt là cộng trừ 3.4%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những tài tử đoạt giải Oscar và được xem là những nhân vật lão thành của Hollywood đã lên tiếng binh vực cho cựu Tổng thống Trump và nói rằng đây là một ông mưu kinh tổng của chính quyền Joe Biden. Một trong những nam tài tử đoạt giải Oscar nổi tiếng của Hoa Kỳ là John Vought đã lên tiếng bảo vệ cho cựu tổng thống Donald Trump sau cái cáo trạng của bà biện lý Fanny Willis ở tại Georgia về kết quả bầu cử năm 2020. Trong một đoạn video bỏ lên trang X, tức là trang uh, Twitter trước đây, vào ngày 28 tây thì nam tài tử đoạt giải Oscar 84 tuổi đã đưa ra và nói rằng đây là một ông âm mưu kinh tổng của chính quyền Joe Biden để tìm cách loại trừ ông Tâm ra khỏi cuộc chạy đua vào tòa bà đốc năm 2024. Đây là hiện nay là một cuộc chiến cuộc chiến chống lại tất cả chúng ta. Chính quyền của Joe Biden là một chính quyền tham nhũng, à, một băng đảng và chính quyền của Obama cũng chỉ là một trong cái vòng tròn này. Đây là lời phát biểu của ông Ford đưa ra. Ông được biết tới với vai trò chính của ông trong phim năm 1969 với cuốn phim là Midnight Cowboy và năm 1978 với Coming Home đã trở thành một trong những cái cuốn phim đã được trình chiếu nhiều nhất trên hệ thống truyền hình. Và tôi cảnh cáo tất cả quý vị về tình trạng à, tham nhũng nhắm vào tổng thống Trump và những cái âm mưu ghê tởm và kinh tởm này nhằm cài hạ bệ ông ta và tạo ra sự kinh hoàng ông Bush đã lên tiếng và phát biểu như trên và hỏi những người dân Hoa Kỳ đây là cuộc nội chiến và đây là thời gian chúng ta phải đứng bên cạnh sự thật nếu chúng ta không nhìn thấy thì quý vị con cái của quý vị và cháu của quý vị những anh chị em quý vị phải trả một cái giá rất đắt cho cái hành động này và nếu chúng ta tiếp tục để cho họ chống lại ông Trump và cho tiếp tục những cái kẻ dối trá chiến thắng, chúng ta sẽ phải hối hận. Và tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta tìm thấy sự thật là Tổng thống Trump là người đang tìm cách cứu lại đất nước Hoa Kỳ, cứu lại giấc mơ của chúng ta và quyền, quyền tự do của chúng ta. Ông đã viết như trên. Và ông Vought được xem là người ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump. À, và ông mô tả ông Trump là một trong những vị tổng thống tốt nhất của thế kỷ này đó là lời phát biểu của ông đưa ra ông là nam tài tử đã đoạt giải oscar và được xem là một ngôi, ngôi sao lớn ở trong hollywood và là một à, nghệ sĩ lão thành của hollywood đã lên tiếng binh vực ra mặt cho cựu tổng thống donald trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Hoa Kỳ và Á Châu ngày hôm nay, công ty Meta tức là chủ nhân của công ty Facebook đã phát hiện ra hàng ngàn cái thư rác được uh, nhóm gọi là ủng hộ cho chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách gọi là dùng trang Facebook để mà chỉ trích khối Tây Phương. Công ty mẹ của công ty Facebook là công ty Meta trong ngày thứ ba cho biết họ phát hiện được những người có liên hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc và nhân viên công lực của Trung Quốc từ lâu nay đã bắt đầu sử dụng cái uh, trang... Uh, Facebook trở thành một cái hệ thống thư rác để tuyên truyền cho các đảng Cộng sản Trung Quốc và chống lại khối Tây Phương. Và công ty mạng xã hội này đã xóa bỏ tổng cộng 7.700 cái chương mục trên Facebook và hàng trăm ngàn trang mà các nhóm ở trên Instagram, trong đó có liên hệ tới cái chiến dịch được xem là vận động bởi giới công lực của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018. Theo tường trình cho biết, chúng tôi đã nhìn thấy một số lượng rất lớn họ đã không thành công họ đã sử dụng tất cả những cái chương mục để gây ảnh hưởng và gây uh, ảnh hưởng trên toàn bộ trang Facebook công ty Meta Global đã lên tiếng cho biết như trên trong một bản gọi là memo và trong đó thì các cái thư giác này là một chiến dịch nhắm vào ít nhất là 50 cái platform uh, trong đó bao gồm luôn cả Facebook Instagram YouTube à, TikTok à, trang platform X và được biết là của trước đây là Twitter theo tường trình của Meta cho biết như trên và chúng ta đã thấy rõ là các cá nhân có quan hệ với lực lượng công lực của Trung Quốc ở Trung Quốc đã cố tình tung ra tất cả những cái thư rác này để tuyên truyền và đã kích khối Tây phương. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy được có rất nhiều những cái hoạt động trên Facebook mặc dù Facebook không được phép hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thì những cá nhân tại Trung Quốc và những kẻ mà ủng hộ cho chế độ cộng sản cũng như làm việc với lại cơ quan mật vụ của Trung Quốc đã có những cái chương mục riêng và họ sử dụng những chương mục này tung tư đác những lời chỉ trích với khối Tây phương và kể cả việc mà tuyên truyền cho Đảng Cộng sản đây được xem là phát hiện mới nhất của công ty Meta và họ nói rằng không riêng công ty Meta với trang Instagram và Facebook mà ngay cả platform X của ông Elon Musk trang YouTube của công ty google và kể cả trang tiktok là những cái công cụ mà nhóm này đã sử dụng để tuyên truyền cho cộng sản và kể cả việc mà gọi là đưa thư giác để ra chỉ trích khối tây phương trong đó bao gồm cả hoa kỳ úc anh nhật bản và một số những quốc gia thân cận của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới trung quốc ngày hôm nay Trung Quốc đã đưa ra 15 bản cáo phó trong vòng 34 ngày qua liên quan tới cái chết của các viên chức cao cấp của nhà nước cộng sản Trung Quốc, từ cuối tháng 7 cho tới cuối tháng 8 của năm nay, ít nhất có 15 viên chức cao cấp của nhà nước cộng sản Trung Quốc đã qua đời vì bệnh tật, Chỉ bệnh tật này tôi để trong ngoặc kép và bao gồm luôn 3 người dưới 60 tuổi. Trong danh sách này bao gồm luôn một số những nhân vật quan trọng, à, gồm có Yu Zhezhu, được xem là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là cựu chủ tịch của một cái liên đoàn dân chủ Trung Quốc, được xem là một tổ chức vệ tinh mà mà Bắc Kinh đã lập ra trước đây. Ông này đã qua đời vào à, ngày 18 tây tháng 8. Bên cạnh đó thì à, một số những nhân vật khác cũng đã được biết là nằm trong hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản Trung Quốc đã qua đời, gồm có Sun ki quen được xem là giám đốc điều hành của vùng tự trị Tây Tạng đã qua đời hôm 11 tây tháng 8 vừa qua và ông này đã tham gia vào đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 9 năm 1975 và được xem là một cán bộ chủ chốt tại tây tạng. Bên cạnh đó, hai nhân vật của ngành thể thao, tức là bộ trưởng thể thao và những nhân vật chủ chốt trong bộ thể thao cũng đã qua đời, gồm có Chian Chunde vốn là cựu à, phó bí thư của quỹ của trung ương đảng đặc trách về vấn đề thể thao, qua đời ngày 6 tây tháng 8. Và bên cạnh đó thì một nhân vật khác là Lan Li là cựu giám đốc của cái giải thể thao mùa đông của Trung Quốc cũng đã qua đời vào ngày 25 tây tháng 7. Bên cạnh đó có ba nhân vật được mô tả là dưới 6 60 tuổi gồm có Zhao Chu Fan là thành viên của Quỹ Vương Trung ương Đảng Cộng sản đặc trách về các, các chuyến bay thương mại ở Trung Quốc đã qua đời vì hết uh, attack tức là bị tiêm ngừng đập ở tại Bắc Kinh ngày 6 tây tháng 8 và ông này chỉ mới 59 tuổi. Người kế tiếp là Ji Ji Chen được xem là một viên chức cao cấp cán bộ đảng viên của cái uh, Trường Đại học Quốc tế Triết Giang đã qua đời ở tuổi 41 rất trẻ vào ngày 2 tây tháng 8 và người thứ ba là một chánh án cao cấp có tên là Chen Li Ru đã qua đời 15 tây tháng 8 ở tuổi 50 và ông này được xem là lãnh đạo các cái quan tòa ở khu vực nằm xem được xem là tòa cao cấp của Bắc Kinh và ba nhân vật này đều dưới 60 tuổi cùng với lại tám nhân vật khác cũng đã qua đời một lượt và đây là một trong những cái bản cáo phó chỉ trong vòng 34 ngày mà thôi tức là 15 cái cáo phó đó là bản tin liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, một số nhiều nhà lập pháp của Đài Loan đã tham gia cùng chuyến đi với bà Thái Anh Văn trong chuyến tới à, Phi châu ở tại Eswatini, một quốc gia nhỏ ở tại Phi châu. Bản tin mới nhất cho biết thì à, văn phòng phủ tổng thống của Đài Loan đã loan báo có ít nhất 4 nhà lập pháp sẽ tháp tùng cùng với nữ tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến công du của bà tại Eswatini, à, một trong những à, quốc gia đồng minh của Đài Loan ở tại Phi châu trong các nhà lập pháp này à, bao gồm luôn cả lưỡng đảng có nghĩa là cả đảng quốc dân đảng lẫn đảng dân chủ cấp tiến và trong đó bao gồm luôn một số những uh, nhân vật thương mại quan trọng và bà Thái Anh Văn sẽ viếng thăm uh, cái quốc gia này vào ngày 5 cho tới ngày 8 tây tháng 9 trong đó nhấn mạnh cái mối quan hệ mạnh mẽ song phương và cổ võ cho cái uh, sự hợp tác giữa hai quốc gia <laughs> văn phòng của phủ tổng thống cho biết là các nhà lập pháp của hội đồng lập pháp sẽ táp tùng với bà trong chuyến đi và được xem là nối kết những cái quốc gia bằng hữu của Đài Loan. Và đây được xem là chuyến đi quan trọng của bà Thái Anh Văn tới Phi Châu để tìm cách gây ảnh hưởng ngược lại giữa lúc mà Trung Quốc đang gần như thống trị toàn bộ khu vực Phi Châu và hầu hết là các quốc gia ở Phi Châu đều nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, phía Đài Loan tuyên bố là họ sẽ yêu cầu phía Úc ủng hộ cho họ gia nhập vào tổ chức CPTPP. Bản tin mới nhất cho biết thì đặc sứ của Đài Loan tại Úc lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ thúc hệ, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Canberra và ưu tiên cho việc mà tìm cách có được sự hỗ trợ của úc trong việc mà đài loan sẽ gia nhập vào một cái tổ chức kinh tế mậu dịch ở tại á châu thái bình dương gọi tắt là cptpp phát biểu với đài truyền hình của úc vào ngày thứ hai đại sứ và đặc sứ của đài loan là douglas shu lên tiếng cho biết là đài loan đã sẵn sàng để mà gia nhập vào làm thành viên của cptpp và mong muốn có được sự hỗ trợ của úc và yểm trợ của úc cho tới giờ phút này thì có hai lá đơn vẫn đang được duyệt xét, lá đơn của Đài Loan và lá đơn của Trung Quốc. Trước đây lá đơn của anh đã được duyệt xét và các quốc gia thành viên ở trong CPTPP TP đã chấp nhận anh là thành viên mới. Tuy nhiên, còn lại hai lá đơn của Đài Loan và của Trung Quốc thì có vẻ Úc đang ủng hộ cho lá đơn của Đài Loan trong việc mà gia nhập vào tổ chức kinh tế mậu dịch ở tại Á Châu Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. TP Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là bản tin được xem là thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Hải sản và thủy sản của Việt Nam có thể sẽ bị cấm cửa, không được xuất cản qua bên EU, tức là bên Liên Hiệp Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết nếu mà cả Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục để cho tình trạng đánh bắt cá một cách vô tội vạ và diệt chủng tất cả những cái loại cá mà được xem là được bảo vệ bởi Liên Hiệp Âu Châu cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng gọi là có cái uh, sự bất công trong cái ngành nông hải sản tại Việt Nam có thể dẫn tới việc EU sẽ cấm toàn diện tất cả hải sản và thủy sản Việt Nam nhập cản vào thị trường của Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái uh, chính sách mà Âu Châu đưa ra nhằm để buộc cộng sản Việt Nam phải tuân thủ tất cả những quy tắc của cộng đồng quốc tế, trong đó đòi hỏi phía cộng sản Việt Nam phải có chính sách bảo vệ cho những loài thủy sản và hải sản cần được bảo vệ thứ hai là giảm bớt tình trạng phát triển và phá hủy môi trường một cách trầm trọng tại việt nam và khiến cho hải sản cũng như thủy sản việt nam bị nhiễm quá nhiều thủy ngân và vượt quá mức yêu cầu của và quy định của liên hiệp Âu Châu cũng như là tình trạng mà một số nông dân và hải ngư dân của Việt Nam đã khiếu nại lên liên hiệp Âu Châu cho rằng họ đã bị ép giá ngay trong nước trong việc mà những cái công ty được xem là xuất cảng qua Âu Châu và xuất cảng qua các cái thị trường ở tây phương đã cố tình ép giá người ngư phủ và nông dân khiến cho họ luôn bị lỗ lã trong khi đó những công ty này trục lợi rất nhiều và họ đã lời rất nhiều trong cái việc xuất cảng hải sản và thủy sản qua bên thị trường của Âu Châu hầu hết những công ty này đều nằm ở trong cái uh, gọi là gia đình của các đảng viên của quần máy cai trị và điều này dẫn tới việc mà liên hiệp Âu Châu có thể thời gian tới sẽ đưa ra quyết định cấm cửa tất cả những hải sản và thủy sản xuất phát từ thị trường Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay trước khi mà Joe Biden ghé thăm Việt Nam một cách gọi là vội vã tức là ngày 10 tây và ngày 11 tây ông ta phải trở về Hoa Kỳ để tham dự cái lễ tưởng niệm 911 đánh dấu 20 năm Hoa Kỳ bị khủng bố thì ngay lập tức cộng sản Việt Nam và lực lượng quân đội của họ lại phải có một cái cuộc gọi là sắp sửa diễn ra một cái cuộc tập trận giữa lực lượng biên phòng của cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là lần thứ 8 mà họ thực hiện cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh mà Joe Biden tới Việt Nam. Điều này được ghi nhận bởi một số những người quan tâm tới tình hình Việt Nam cho thấy là giới quân đội Cộng sản Việt Nam dường như không muốn nghiêng về phía Hoa Kỳ và họ tăng cường tập trận với lực lượng cộng sản của trung quốc rất nhiều sau khi mà có sự phối hợp và đáp ứng tất cả những yêu cầu của lực lượng PLA trên mặt biển, nay thì phía quân đội Cộng sản Việt Nam lại phải phối hợp với Cộng sản Trung Quốc hoạt động và tập trận ngay khu vực biên giới của Việt Nam và Trung Quốc với danh nghĩa là chống tội phạm xuyên quốc gia và đẩy mạnh cái gọi là hợp tác chiến lược toàn diện và trong đó gần như đã được xác nhận và được ký kết bởi Nguyễn Thú Phú Trọng trong tháng 11 năm 2022 khi ông này có mặt ở tại Trung Quốc và chúc mừng cho Tập Cận Bình được nhiệm kỳ thứ ba và điều này cho thấy rõ ràng là giới quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn muốn nghiêng về hẳn về phía Trung Quốc thay vì là đứng ở và gọi là được theo mà nghiêng về phía Hoa Kỳ ở trong cái uh, cuộc uh, gọi là chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á châu và điều này cho thấy rõ ràng Cộng sản Việt Nam gần như đứng hẳn về phía Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay trước xu thế của Anh quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia nằm trong liên hiệp Âu châu buộc Cộng sản Việt Nam phải ra tay rất mạnh với những đường dây buôn người và được nao núp dưới danh nghĩa là xuất khẩu lao động. Bản tin mới nhất cho biết, sau khi có báo cáo từ phía Đức và Âu Châu cũng như là từ phía Anh, sau cái chết của 39 người ở tại nước Anh trước đây và tình trạng báo động bởi phía của Hoa Kỳ, tình trạng buôn người một cách gọi là hợp pháp ở tại Việt Nam đã được mở rộng và có nhiều tình trạng bị cưỡng bức lao động, cưỡng bức vào các đường dây gọi là buôn lậu tình dục và kể cả buôn lậu tất cả những mặt hàng ở tại âu châu điều này dẫn tới việc mà khí cộng sản việt nam bị áp lực và đã ra tay khá mạnh và ít nhất đã có nhiều cái công ty và gọi là đưa người xuất khẩu lao động đã bị trừng phạt khá nặng theo bản tin cho biết thì ít nhất là có 3 công ty xuất khẩu lao động ở tại hà nội đã bị trừng phạt nặng nề vì vi phạm cái luật gọi là xuất khẩu lao động của việt nam đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của âu châu và cũng như của Hoa Kỳ nhắm vào Cộng sản Việt Nam khi mà đang tìm cách hợp pháp hóa tình trạng buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động. Và điều này đã khiến cho các nạn nhân đi vào các cái đường dây buôn người, buôn tình dục và kể cả cái việc cưỡng bức lao động ở tại Âu châu bởi các thành phần băng đảng mafia tại đây. Đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là chấn chỉnh về tình trạng đối phó với sự chỉ trích lên án gay gắt của Âu châu và của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay một trong những nhân vật từng là cựu đại biểu Quốc hội và là em ruột của bà Đặng Thị Hoàng Yến tức là bà chủ của cái khu công nghiệp Tân Tạo đã bị phạt vì việc gọi là dùng những thông tin mật trong thị trường trái phiếu và cổ phiếu người này chính là Đặng Thành Tâm bản tin mới nhất từ Việt Nam cho biết thì công ty có tên gọi là Phát triển đô thị Kinh Bắc với cái số mã số chứng khoán là KBC đã bị phạt lên tới na 85 triệu đồng về tội gọi là gọi là giấu thông tin dùng vốn từ trái phiếu và Đặng Thành Tâm được xem là em ruột của bà Đặng Thị Hoàng Yến tức là mà bà Maya đang định cư tại Texas và nhân vật này vốn trước đây là đại biểu quốc hội và đã hết nhiệm kỳ và giờ đây thì à, ông ta đã trở thành mục tiêu mới nhất của Nguyễn Phú Trọng bởi vì bà Đặng Thị Hoàng Yến được biết là sân sau của ông Trương Tấn Sang một nhân vật được xem là còn sót lại trong cái chiến dịch đốt lò của ông nguyễn phú trọng và giờ đây có vẻ như nguyễn phú trọng đã bắt đầu chuyển sang tất cả những vây cánh của ông trương tấn sang và trong đó thì gia đình của bà đặng thị hoàng yến được mô tả là sân sau của ông trương tấn sang và gia đình của bà ta đang quản trị khu công nghiệp tân tạo và tổng công ty phát triển đô thị kinh bắc của ông đặng thành tâm được xem là một vệ tinh của bà đặng thị hoàng yến và giờ đây thì ông này đã bị phạt vạ bởi cái Ủy ban thanh tra chứng khoán và đây chỉ là bước đầu tiên cho cái cuộc thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào các cái thành phần được xem là vây cánh của phe miền Nam, trong đó bao gồm luôn cả vây cánh của Trương Tấn Sang. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.